Công chúa Giá Đáo, năm 2010. Công chúa Giá Đáo là một bộ phim truyền hình TVB Hồng Kông năm 2010. Bộ phim được phát sóng lần đầu vào ngày 23 tháng 8 năm 2010. Dựa vào thành công của bộ phim Cung Tâm Kế, năm 2009, TVB làm tiếp bộ phim này với dàn diễn viên gần như giữ nguyên và một nội dung mới. Bộ phim đã nhận được nhiều giải thưởng trên khắp châu Á Thái Bình Dương và tập cuối cùng của nó là tập phim TVB được đánh giá cao nhất từ 10 năm trở lại đây với 45 điểm. Sau thành công vang dội của bộ phim Cung Tâm Kế, việc quay một bộ phim hài có bối cảnh tương tự đã được công bố. Công chúa Giá Đáo đã được giới thiệu trong clip giới thiệu doanh thu của TVB năm 2010, được phát hành ngay sau buổi công bố giải thưởng thường niên TVB 2010 và trở thành bộ phim truyền hình được mong đợi nhất năm 2010 tại Hồng Kông. Bộ phim được xem như phần tiếp theo của Cung Tâm Kế do có diễn viên. Trang phục và cột mốc thời gian, triều đại nhà Đường, gần giống nhau. Cả hai bộ phim cũng có các cảnh quay hoàng cung tương tự nhau, mặc dù Công chúa Giá Đáo có nhiều cảnh quay ở ngoài hoàng cung hơn. Tuy nhiên, thể loại của hai bộ phim lại hoàn toàn khác nhau. Cung Tâm Kế là sử thi hoàng cung lịch sử, còn Công chúa Giá Đáo là tình cảm hài kịch lịch sử. Và hai bộ phim này đều có cùng một nhà sản xuất, giám chế Mai Tiểu Thanh. Để nắm bắt sự cường thịnh của nhà Đường, các bộ trang phục trong phim đã được thiết kế công phu và bắt mắt như Cung Tâm Kế. Vấn đề trang phục đã được TVB đầu tư cho các loạt phim lớn trước đây, đặc biệt là hai bộ phim Thâm Cung Nội Chiến và Quyền Lực Đen Tối. Trang phục trong bộ phim Công chúa Giá Đáo đã được đầu tư rất kỹ lưỡng để khán giả hài lòng và nhớ mãi. Một sự kiện về trang phục của bộ phim đã được tổ chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2009 vào lúc 0 giờ 30 phút sáng tại Hồng Kông, trước đền Thiếu Lâm của TVB City với sự tham gia của hầu hết các diễn viên. Một buổi lễ đã được tổ chức cho bộ phim vào ngày 26 tháng 10 năm 2010. Chiếc mũ đội đầu nặng nề đã gây ra khó khăn cho các diễn viên, đặc biệt là chiếc mũ cưới mà Sa Thi Mạn phải đội. Nó đã dẫn đến các thương tích và sự khó chịu cho các diễn viên trong suốt quá trình quay. Việc quay phim hoàn thành vào tháng 4 năm 2010. Ba đoạn giới thiệu phim cũng chính thức được công chiếu gần ngày phát hành phim. Kênh Astro On Demand của Malaysia cũng phát các trailer của bộ phim. Vì khi vừa công chiếu các tập đầu, bộ phim được đánh giá khá cao nên một sự kiện ăn mừng đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, vì vụ khủng bố bắt giữ con tin ở Philippines, sự kiện ăn mừng đã bị hủy bỏ vì thảm kịch. Sau đó, cơ quan phát thanh truyền hình Hồng Kông đã nhận được khiếu nại về việc một bộ phim hài được phát sóng vào thời điểm bi thảm. Lấy bối cảnh triều đại nhà Đường của Trung Quốc, Công chúa Giá Đáo kể câu chuyện về nàng Tam Công chúa Chiêu Dương là con gái cưng của vua Đường Thái Tông. Tuy rất xinh đẹp nhưng cũng rất ngang bướng nên không ai dám cưới. Công chúa Chiêu Dương xuất thân là một nữ dân gian được hoàng đế Đường Thái Tông sủng ái nhất, 6 tuổi được đưa vào cung, vạn người mê, sống cuộc đời vàng son ngọc ngà và coi thường tất cả đàn ông trên thế giới. Gia đình họ Kim có tiệm vàng lớn nhất kinh đô Trường An, nhưng vì bị lừa gạt dẫn đến việc kinh doanh gặp khó khăn. Con trai thứ hai là Kim Đa Lộc phải kết hôn với Tam Công chúa để cứu vãn tiệm vàng của gia đình và đồng thời họ sẽ có quyền sản xuất đồ dùng bằng vàng cho hoàng gia. Tam Công chúa đồng ý kết hôn vì nếu không cô sẽ bị ép phải kết hôn với vua Thổ Phồn là Tùng Tán Cán Bố. Đây là mưu đồ độc ác của Vi Quý Phi. Sau khi kết hôn với Kim Đa Lộc, Tam Công chúa mang rất nhiều người hầu đến Kim gia và liên tục xảy ra mâu thuẫn với các thành viên trong nhà họ Kim. Tam Công chúa mang theo Tư Đồ Ngân Bình, người được Thôi Thái Phi phong làm Kim bài cận thân của Tam Công chúa và sau này trở thành vợ của Đinh Hữu Duy, đến Kim gia. Tam Công chúa ban đầu muốn rời khỏi Kim gia vì cô hiểu lầm rằng mọi người trong Kim gia đều không thích và nói xấu cô. Nhưng khi cô biết được các công chúa khác đang cá cược về việc này nên cô quyết định vẫn ở lại. Sau đó, nhiều biến cố xảy ra, cô và Kim Đa Lộc dần nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Khi Kim gia bị kết tội vì làm trái thánh chỉ, cô phải hòa ly với Kim Đa Lộc để bí mật tìm cách giúp Kim gia. Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, cả gia đình lại sống hòa thuận và hạnh phúc bên nhau. Nhân vật trong phim Công chúa Giá Đáo. Sa Thi Mạn, trong vai Công chúa Chiêu Dương, tuy ngỗ nghịch, tự cao tự đại, kiêu ngạo nhưng tốt bụng, tháo vát, quan tâm đến mọi người, coi trọng tình nghĩa và lẽ phải. Chiêu Dương xuất thân là một thị nữ được hoàng đế Đường Thái Tông sủng ái, 6 tuổi được đưa vào cung nên được vạn người yêu mến, từ đó sống cuộc đời chạm vàng đúc ngọc. Chiêu Dương đã nhiều năm chưa từng bước ra khỏi cung,
nhìn thấy nam nhân trong cung không có khí lực chỉ biết nịnh nọt, Chiêu Dương coi thường tất cả nam nhân trong thiên hạ. Cuộc gặp gỡ giữa Chiêu Dương và Đa Lộc để không phải đến Thổ Phồn để không kết hôn nên bắt buộc Chiêu Dương phải cưới người ở Trường An, nhưng tình cờ gia đình được chọn là nhà họ Kim và kết hôn với Đa Lộc. Sự kiêu ngạo và chuyên chế của Chiêu Dương đã khiến nhà họ Kim đoàn kết và xảy ra nhiều sóng gió. Đa Lộc muốn củng cố quyền lãnh đạo của chồng nên đến sảnh Kim Loan để nói thẳng với hoàng đế về việc lộng quyền của những cô công chúa. Nhưng dần Chiêu Dương hiểu ra chân lý rằng tình gia đình đáng giá hơn vạn vàng. Trần Hào, trong vai Kim Đa Lộc, tính cách cởi mở, tài giỏi, đầy chính nghĩa, tuy yếu đuối bệnh tật nhưng không bao giờ than vãn, đối mặt với mọi việc bằng trái tim bình thường, mỉm cười nhìn cuộc đời. Từ nhỏ, có bệnh suyễn hay ngất xỉu bất cứ lúc nào do cơ thể thiếu chất. Vì vậy, anh không có hy vọng xa vời cho tương lai, và anh không có ý định kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, chỉ cần tận hưởng chính mình. Để cứu vãn công việc kinh doanh của gia đình, Đa Lộc đã kết hôn với công chúa Chiêu Dương, làm tam phò mã. Chung Gia Hân, trong vai Ngô Tứ Đức, tính cách suy nghĩ đơn giản, lạc quan và mãn nguyện, rất chịu khó và hay cười, giữ tâm bình thường trong nghịch cảnh và biết cách vui vẻ trong nghịch cảnh. Tứ Đức xuất thân từ một ngôi làng hẻo lánh, nghèo khó, cha mẹ đều qua đời. Khi còn nhỏ, cô giúp đỡ người gặp nạn nên họ đã tặng cho cô khóa trường mệnh và nói với cô rằng khi nào gặp khó khăn đến Trường An họ sẽ giúp đỡ cô. Để kiếm sống, Tứ Đức đến Trường An, cô ngây thơ và tốt bụng và suýt bị bọn cướp bắt đem bán vào Thanh Lâu. May mắn thay, cô được Đa Thọ cứu và để cô làm người hầu ở gia đình họ Kim. Tứ Đức dũng mãnh như trâu, quen làm việc nặng nhọc, ham ăn, nhưng việc gì cũng nói, được, không liên quan gì. Mọi người đều yêu mến. Đa Thọ và Tứ Đức yêu nhau, nhưng đáng tiếc là địa vị của Đa Thọ và Tứ Đức rất khác nhau. Tứ Đức xấu hổ về gia đình của mình và rút lui. Tứ Đức và công chúa Chiêu Dương cùng quê, hai người trở thành bạn bè. Chiêu Dương bất ngờ bị buộc tội giả làm công chúa, nhưng công chúa thực sự lại là Tứ Đức. Tứ Đức gặp được Vũ Văn Kiệt, Vũ Văn Kiệt bày tỏ tình yêu của mình với Tứ Đức, nhưng cô không thể quên được Đa Thọ và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trần Pháp Lai, trong vai Tư Đồ Ngân Bình, tính tình gian xảo, trung thành và can đảm, táo bạo và thẳng thắn, yêu tiền và keo kiệt. Xuất thân, văn võ song toàn, là tỳ nữ trong cung, về sau lập công lớn, được Hoàng thượng ban thưởng kim bài, trở thành người bên cạnh Chiêu Dương công chúa. Cô từ nhỏ đã đi theo Chiêu Dương công chúa, quan hệ với nhau rất tốt, hiểu rõ tâm tư Chiêu Dương. Cô thường tích cực kiếm tiền và tích trữ những thỏi vàng, sợ sau này mình sẽ già và không có gì để nương tựa, nên dựa vào khả năng của chính mình để hoạch định tương lai. Sau khi lâm bệnh nặng, Ngân Bình được Chiêu Dương cho phép xuất cung kết hôn, mong nàng có gia đình có chủ, để sau khi chết không trở thành hồn ma cô độc. Sau đó, cô gặp Đinh Hữu Duy, Quan Mai Mối mới nhậm chức và hai người trở thành bạn bè. Mã Quốc Minh, trong vai Đinh Hữu Duy, tính cách, học rộng tài cao, đọc nhiều sách, thông thạo lễ thư và đường luật, cho rằng hôn nhân phải là lẽ phải. Hữu Duy đã cố gắng hết sức để mai mối cho các cuộc hôn nhân, nhưng đôi khi anh ấy lại mắc sai lầm khiến rất nhiều chuyện cười. Thực ra, Hữu Duy luôn tuân theo sách và hành động theo luật. Hữu Duy trở thành bạn tốt của Đa Lộc và Đa Thọ, nhưng cha anh và mẹ anh có thù oán từ lâu với nhà họ Kim như kẻ thù truyền kiếp nên Hữu Duy thường làm trung gian hòa giải giữa hai gia đình. Huỳnh Hạo Nhiên, trong vai Kim Đa Thọ, tính cách, thông minh, có đầu óc kinh doanh, biến hư thành ảo, tận tâm với chính nghĩa và hiếu thảo, tận tâm với tình cảm, là hiện thân của chính nghĩa. Là con út của gia đình họ Kim, con trai ruột của Đinh Lai Hỷ, mặc dù anh ấy thông minh và lanh lợi, nhưng vì Đinh Lai Hỷ đã hứa với bà cả, tức là mẹ của Đa Phước và Đa Lộc, sẽ truyền lại công việc kinh doanh của gia đình cho Đa Phước và Đa Lộc. Vì vậy bà hy vọng rằng Đa Thọ có thể tìm cách phát triển, anh được gửi đến Thiếu Lâm Tự để luyện tập võ thuật, với hy vọng sống lâu và trở thành một dũng tướng trong tương lai. Nhưng Đa Thọ không có ý định luyện võ, nhưng rất có đầu óc kinh doanh, bị lạm dụng tài năng của mình trong chùa Thiếu Lâm, và bị trụ trì mời đi. Đa Thọ cứu Tứ Đức khỏi những tên cướp và đưa cô về nhà để giúp việc nhà của mình. Sau đó, Đa Thọ dần dần yêu Tứ Đức, nhưng Tứ Đức không dám leo lên và từ chối tình cảm của Đa Thọ, nhưng Đa Thọ không từ bỏ. Công chúa Giá Đáo, giá trị của tình nhân và nhân nghĩa, thế mạnh của nhà đài TVB. Công chúa Giá Đáo là phim hài cổ trang,
hiện thành công nhất của TVB với tỷ suất người xem liên tục dẫn đầu tại Hồng Kông, cao nhất 45%. Sau thành công của Cung Tâm Kế, dàn diễn viên xuất sắc nhất của TVB đã tiếp tục chinh phục khán giả khắp châu Á bằng câu chuyện cổ trang hài hước, nhẹ nhàng và thú vị. Công Chúa Giá Đáo là bộ phim quy tụ cả ba gương mặt nữ chính, các mỹ nhân của truyền hình Hồng Kông như Sa Thi Mạn, Chung Gia Hân, Trần Pháp Lai cùng những tên tuổi nổi tiếng quen thuộc như Trần Hào, Huỳnh Hạo Nhiên, Mã Quốc Minh, Nguyễn Triệu Tường, Quang Cúc Anh, Lý Hương Cầm, Nguyễn Triệu Tường, Lý Thi Vận. Thể loại hài cổ trang lâu nay được xem là thế mạnh của TVB, kết hợp cùng diễn xuất ăn ý của dàn sao đỉnh đã mang đến cho Công Chúa Giá Đáo giải thưởng phim truyền hình xuất sắc nhất năm 2010. Không chỉ vậy, bộ đôi bảo bối của TVB Sa Thi Mạn, Trần Hào trong vai công chúa ngổ ngáo và phò mã bất đắc dĩ cũng giành được giải thưởng nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất và nam diễn viên diễn xuất chuyên nghiệp nhất. Trần Pháp Lai được vinh danh ở giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Huỳnh Hạo Nhiên đạt giải nam diễn viên tiến bộ nhất. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé!